Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Đỗ Tiểu Quyên, mình đến từ nhóm mèo. Và trong nhóm của mình có mình, chị Ánh và anh An. Hôm nay mình được tìm hiểu về sơ đồ tư duy. Và ngay bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn về sơ đồ tư duy của nhóm mình tự thiết kế. Và với chủ đề là học vẽ để làm gì. Và ngay bây giờ mình sẽ mời chị Ánh. Để học vẽ để làm gì, con chia thành 4 phần. Phần 1 là áp dụng, phần 2 là phát triển trí não, phần 3 là dễ hiểu viết, còn phần 4 là rèn kiên nhẫn. Ở phần 1, áp dụng cho thiết kế, cho sáng tạo, cho may mặc. Bởi vì mình nghĩ là cho thiết kế, bọn mình có thể vẽ ra những hình để in trên những cái áo phông. Phần 2, phát triển trí não, làm cho giỏi hơn và có những suy nghĩ lớn ra. Rèn kiên nhẫn sẽ làm cho ta tăng tính đồng đội và bớt căng thẳng. Bởi vì nếu rèn tính kiên nhẫn, nếu ta vẽ một bức tranh, nếu mà không có tính kiên nhẫn thì bức tranh đấy sẽ bị hủy hoa. Phần thứ 4, dễ hiểu biết. Để tránh khuyết điểm, những thứ để hiểu biết những thứ về mỹ thuật, để mở mang hiểu kiến thức. Những thứ về mỹ thuật thì gồm có rất là nhiều thứ. Chẳng hạn như mỹ thuật thì có nhiều bức tranh, giống như là bức tranh có chủ đề trừu tượng này, rồi các hình khối khác nhau. Bạn đã lắng nghe những chia sẻ của mình. Bây giờ Lê Trung Kiệt có con đến từ mình bao lâu? Con đi. Ok. Trình bày về chủ đề học vẽ điểm gì? Học vẽ điểm gì? Con chia đến một này. Ok. Một là tư duy hay là bước căng thẳng mà thế là rất là đúng không? Đó là học thì thứ nhất là phân chia thành hai nhánh nhỏ. Bình minh à, Kiệt à, một là gì nào Kiệt nào, tỏ to đó là nó sáng tác. Hai là nó sắc tốt hơn. Nhánh thứ hai còn chia thành hai nhánh nhỏ, một là giải trí, ba là thứ ba là theo đuổi ước mơ, có thể là học đại học, là làm họa sĩ hoặc là tự thực hiện sản phẩm cá nhân. Cái bọn này không thấy được. Thứ tư là học tập, có ba nhánh là may mắc, giúp cho môn văn học và hình học. Hình học trong môn gì? Hình học môn toán. Đúng rồi. Cho học vào môn mã. Ừ. Tóm lại là mình học vẽ thì mình sẽ có được những lợi ích như trên đúng không? Vâng, học vẽ có những lợi ích như trên. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.